Lực lượng chức năng và người dân khu vực 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực khắc phục sự cố sạt lở bờ sông Tiền. Năm hộ dân với hàng chục nhân khẩu đã được sơ tán khỏi khu vực sạt lở. Chính quyền cũng đã cắt điện tránh sự cố phát sinh. Chính quyền phường 11 cho biết, dù sạt lở xảy ra trưa 4 tháng 10, đoạn bờ sông dài khoảng 80m, rộng 25m, bất ngờ bị chìm xuống nước. Theo kết quả khảo sát, tại khu vực sạt lở, đáy sông sâu khoảng 7m, nước chảy mạnh. Vụ sạt lở chỉ xảy ra ở khu vực đất vườn của các hộ dân, vì vậy không gây thiệt hại về người. Ngay khi xảy ra sự cố, hàng chục chiến sĩ bộ đội thuộc trung đoàn 9, sư đoàn 8 quân khu 9 đóng quân trên địa bàn phường 11 đã được quy động đến hỗ trợ người dân di dời đồ đạc. Dự báo vụ sạt lở có nguy cơ lan rộng, công tác khắc phục gia cố đoạn sạt lở đang được tiến hành gấp rút. Một xà lan lớn cùng nhiều phương tiện cơ giới đã được điều động tới điểm sạt, ước tính khoảng 250 tấn đá sẽ được đổ xuống khu vực sạt lở để gia cố nhằm hạn chế điểm sạt lan rộng.